Rồi, xin chào toàn thể anh em nhé. Nay thì kênh Nhật Mộc lại đưa anh em thợ xuống để hoàn thiện cái công trình nhà ba gian gỗ xoan cũ này lắp dựng ở Tiền Hải, Thái Bình. Một căn nhà khoảng 35 đến 40 m², diện tích là chiều ngang là khoảng 7 m², chiều sâu khoảng 5 m, lắp dựng lại từ một bộ khung nhà xoan cũ, có thay hàng cột hiên này bằng gỗ lim, cột hiên bằng gỗ lim cũ, cửa thì là cửa bức bàn cũ anh em nhé. Hôm nay là cùng anh em là đi giới thiệu một vòng từ ngoài vào trong. Hôm nay thì thợ lược người ta vừa mới bàn giao xong cái phần mái thì bên mình xuống để hoàn thiện nốt cái phần gỗ, thì quay cái tổng thể công trình này với phần dự trù kinh phí phần gỗ khoảng 250 triệu bác nhá. Đấy, thì còn lại phần xây dựng với cả nền móng thì xong xuôi đâu đấy nó cũng vào loanh quanh khoảng 350, khoảng đấy. Cái nền móng cái nhà này thì nó cũng đơn giản thôi, không có gì phức tạp cả. Đấy, thì bên trong nhà thì là cũng là kẻ truyền 4 vì bác nhá. Đấy, kẻ truyền 4 vì gỗ xoan có thưng hai bên vách thuận. Đấy, kẻ truyền 4 vì gỗ xoan có thưng hai bên vách thuận là đồ lộ bu măng. Đấy, thì ở trong lòng nhà thì nó cũng để đơn giản như này thôi. Lòng nhà của nó sẽ rơi vào khoảng 3m6 3m7, gần có những cái căn thì nó cũng được khoảng 4m. Đấy, còn phần hiên nó khoảng 1m6. Đấy, thì loanh quanh đâu đấy tổng thể rơi vào khoảng 5m, cộng với cả cái chiều bước gian này thì là nhà cũ thì gian của nó thì chỉ được 2m3 2m4 thôi. Đấy, thì anh em cùng xem tại sao những căn nhà cũ này, tại sao cái công trình của mình lắp dựng là tổng thể phần gỗ hoàn thiện như thế này nó có 250 triệu. Bởi vì thứ nhất là cái bộ khung này mình có mua lại từ một cái bộ khung nhà cũ, thế nên là cái phần kinh phí nó cũng hạn chế các bạn nhé. Đấy, bởi vì là dựng lại từ những cái bộ khung nhà cũ thì có nhiều cái nó cũng không thể nào mà nó đẹp trau chuốt 100% được giống như nhà mới. Ví dụ những cái bộ hoành này thì có những cây ngày xưa người ta làm thì nó cũng tương đối là không được đều nhau lắm. Đấy, ví dụ như thế chẳng hạn. Còn một số những cái chi tiết cột thì cũng phải là xử lý lại cái phần lỗ họng, hoặc là cái phần cửa này là mình cũng tận dụng lại là những cái bộ khung cửa cũ, thế nên là có những cái vết nó cũng không thể nào mà nó đẹp nét căng được giống như cái cửa bức bàn mới. Đấy, thì cái đấy là một số cái là mình cũng phải hết sức thông cảm. Đối với cái giá trị công trình nó ở cái tầm nó vừa vừa như này thì là nhìn tổng thể thì nó ok, còn để mà nói luôn là nhìn vào chi tiết tiểu tiết thì nó một số cái nó vẫn hạn chế. Nhưng mà bởi vì nếu như mà những cái chi tiết tiểu tiết đấy mà mình cũng muốn đẹp hết, mình cũng muốn thay mới hết, thì lúc ấy cái nhà cũ nó lại chẳng giữ lại được cái gì nữa. Đấy, thế nên là anh em cũng phải xác định là chơi dựng lại những cái nhà cũ thì nó cũng chỉ được phần nào thôi, nó không được thể nào mà 100% được. Đấy, ví dụ là vẫn có những cái cột nó phải bịt lại cái lỗ họng cũ như thế này. Đấy, ví dụ như thế chẳng hạn. Hoặc ví dụ cái dàn cửa là nó nhìn nó vẫn có cái độ hở sáng, chứ nó không thể nào mà nó được kín khít 100% được. Đấy, cái đấy là anh em cũng phải hết sức thông cảm. Đấy, đối với những công trình tổng thể xong xuôi đâu đấy phần gỗ là 250 triệu như thế này thì nó chỉ được ở cái mức độ như này thôi các bác nhé. Còn nếu mà các bác yêu cầu kỹ hơn, đẹp hơn thì là phải là mới thôi, thì cũ thì nó khó đạt được những cái yêu cầu đấy như của mình nhé. Đấy, đấy, các bác cùng xem. Đấy, tổng thể nhìn ở bên ngoài nhìn cũng rất là yêu các bác nhé. Đấy, cùng quay clip để cho anh em cùng xem nha. Đấy, nên tổng thể nhìn ok lắm. Đấy,